chí hàng đầu về sao hoa ngữ. Và ngay sau đây, hãy cùng tốt sao hoa tổng hợp những tin tức thú vị trong ngày. Mới đây thì trên Weibo lan truyền danh sách dàn mỹ nhân Cbiz đứng top lứa 85, 90, 95 và 2000 do blogger bình chọn. Theo như liệt kê của blogger thì mỗi lứa đều sẽ có 4 sao nữ đứng top ở 4 phương diện khác nhau, bao gồm lưu lượng, nhan sắc, diễn xuất và khả năng ngành phim. Và theo bạn thì những mỹ nhân hoa ngữ nào sẽ được gọi tên trong danh sách này? thứ nhất tiểu hoa 85, mươi top lưu lượng thuộc về dương mịch cảm thấy dương mịch đứng top lưu lượng trong lứa 85 là hoàn toàn xứng đáng suốt hơn 10 năm qua dương mịch vẫn luôn nằm trong top những ngôi sao hot nhất showbiz và còn được mệnh danh là nữ hoàng lưu lượng trong khi đó thì top nhan sắc thuộc về lưu dược phi vẻ đẹp của lưu dược phi thì không cần phải bàn cãi nhiều nữa bao năm qua cô ấy vẫn được gọi là thần tiên tỷ tỷ nhưng angel baby cũng rất xứng đáng nếu được gọi tên trong top nhan sắc top diễn xuất thuộc về ngay ni tuy diễn xuất của Nghê ni không quá xuất sắc nhưng so với mặt bằng chung của dàn 85 thì cô ấy đúng là nổi bật hơn hẳn và cuối cùng top gánh phim thuộc về Triều lệ dĩnh Triều lệ dĩnh có khả năng gánh phim tốt khi mà những bộ phim của cô ấy lên sóng hầu như đều không rơi vào cảnh flop mấy thứ hai tiểu hoa 90 top lưu lượng thuộc về địch lệ nhiệt ba địch lệ nhiệt ba là đỉnh lưu trong giới lại có nhiệt độ rất cao nên đứng top lưu lượng cũng không có gì là lạ nhưng thấy địch lệ nhật bà cũng có khả năng gánh phim nữa tốt nhan sắc thuộc về cô lực na Chát. sự nghiệp của cô lực na Chát không có gì nổi bật lại vướng nhiều thị phi trong chuyện tình cảm nhưng được cái là khán giả gần như không thể chê nổi nhan sắc của cô ấy tốt diễn xuất thuộc về Châu đông vũ trong lứa 90 mươi đông vũ không đứng tốt diễn xuất thì không còn ai xứng đáng hơn nữa dù sao cô ấy cũng là tàng kim ảnh hậu tốt cánh phim thuộc về dương tử Dương Tử luôn được khen ngợi là có lưu lượng và cả khả năng gánh phim, khả năng flop trong những phim mà Dương Tử tham gia là khá thấp. Thứ ba, Tiểu Hoa 95, top lưu lượng thuộc về Dương Siêu Việt. Dương Siêu Việt đứng top lưu lượng không hẳn là đúng nếu thay bằng triệu lộ tư hoặc quan hiểu đồng có lẽ sẽ ổn hơn. Top nhan sắc thuộc về Châu Giã. Về phần Châu Giã, cô ấy được khen là hình bình thường đẹp nhưng lên phim lại khá nhạt nhòa. Nhiều netizen cho rằng nên thay châu giã bằng vương sở nhiên sẽ hợp lý hơn. Top diễn xuất thuộc về Tống Tổ Nhi Riêng Tống Tổ Nhi thì cho rằng cô ấy có thể đứng tốt nhan sắc và cả diễn xuất. Diễn xuất của Tống Tổ Nhi rất ổn, bạn nào đã xem những đứa con nhà họ Kiều thì sẽ thấy. Và top gánh phim là Triệu Lộ Tư nếu nói triệu lộ tư có khả năng gánh phim thì thấy không hẳn là vậy triệu lộ tư mới hot lên thôi muốn xem cô ấy có khả năng gánh phim không thì chúng ta nên đợi thêm một thời gian nữa Thứ tư, tiểu hoa 2000. Tốt lưu lượng thuộc về triệu kim mạch. Năm nay Triệu Kim Mạch có bộ khởi đầu lên sóng và đạt được thành tích tốt, việc cô ấy có thể đứng top lưu lượng cũng khá ổn đấy. Top nhan sắc thuộc về Tưởng Y Y. Top nhan sắc thì không đồng ý với blogger Tưởng Y Y xinh xắn đáng yêu nhưng đứng top thì có phần hơi quá, xin đề cử Âu Dương Nana vào vị trí này. Top diễn xuất thuộc về Văn Kỳ. Tuy chưa đầy 20 tuổi nhưng Văn Kỳ đã có thành tích đáng nể khi cô từng thắng ở hạng mục nữ phụ tại giải Kim Mã và còn được đề cử ảnh hậu Kim Mã nữa. Và thứ tư, khả năng gánh phim thuộc về Trương Tử Phong. Trương Tử Phong là gương mặt ấn tượng cả bên điện ảnh lẫn truyền hình và mình cũng đồng tình với blogger về nhận xét Trương Tử Phong có khả năng gánh phim trong top 2000. Tuy vẫn còn khá nhiều điểm gây tranh cãi nhưng nhìn chung thì thấy danh sách trên cũng hợp lý, đặc biệt là ở gian 85 và 90. Còn các bạn, các bạn cảm thấy thế nào và có đồng tình với danh sách này hay không? Và hãy để lại bình luận bên dưới phần comment cho chúng mình được biết nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những tin tức mới nhất của quý vị nhé. Và ngay bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.